Kính chào các bạn, hôm nay mình đến Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh tổ chức cái đại lễ là hội yến Diêu Trì Cung. Đây là cái trên đường đi tới cái cổng bên hông, mình biết cổng ngoài số mấy. Tây Ninh có mấy cổng, trong đây là cổng số mà mình bây giờ kể đi tắt trong đây luôn. Có mở con đường mở nhà đi vô rất là dễ. Rất là đông người. Cái cổng này là cái cổng phụ thôi. Nãy cô kia nói vô cửa số 2 hả không? Cửa qua diện, cửa ra diện. Tôi lỡ vô đây chơi chút vòng ra. Ở bên trong là có xe quay đầu rồi, ngay chỗ đó nó có chặn xe 4 bánh rồi đó. Xe này là một phần ở lại, còn một phần đi về rồi. Nhưng mà xe bánh cũng đi với hai. Nó cứ quẹo qua được mình này. Phía mình đi xe đông quá trời, thì các tỉnh về rất là nhiệt ông quá. Đi xe tải nữa mà đeo quần áo ở trên đó luôn đó. Ở xí chỗ giờ không ai dám nhích đi, mất đi nhích đi là mất chỗ. Ở đây đâu có liên quan gì đâu, không cho đậu. Trời ơi, xe bên kia quá trời. Nguyên cái dòng nãy mình đi đó là xe không? Chứ không phải là dòng ngoài gì, còn dòng kia nữa chứ. Dòng nữa. Mấy cái đường này là bên trong đầu thánh này, này là đường đậu xe nên người ta đậu quá trời, còn ngay chỗ trung tâm là nó chẳng hết. Các tỉnh kéo về bởi vì nó đông sẽ còn quá trời nữa. Giờ tìm một chỗ đậu xe là không có dễ, tại vì nó mới rất là rộng, nếu mình đậu xa hầu quá như thì tất cả hết xe ở miền Tây lên đây luôn. Thứ nào có xã nào chốn nào cũng bao xe đi hết. Ngày xưa mà không có xe đó, cô biết đi bằng gì không? Đi bằng ghe, ta đi trước có 10 bữa vậy. Dạ, đi từ bên trong á, các tỉnh xa lên ta nằm chân nghỉ ở trong rừng quá trời. Là cái đường nãy chú cô đâm qua bên đó đó. Chính hà nó nói mình chỗ điện thờ một vậy. Bây giờ mình đâu có vô được. Đi bộ thôi. Vậy phải đi bộ vô. Nó nói mình đi cái đường đó. Nó nói là cửa đó vô gần. Đi đó đó, ở dưới gần cái điện chính. Là cái đường nãy đó. Nó cho mình xuống không? Đây là tới cái cổng chính của tòa thánh. Không, cấm hết rồi. Nó bên trái là cổng chính. Bên tay phải là nè, quay bên tòa nhà lớn, nó có điện tâm. Quay đi, con chạy từ quay. Trời, diễn đồng. Sao mà nó chạy xuống cổng dưới, đi vô cổ cho cổng. Đi ra cổng này, đi xuống dưới đi thật. Người ta đang nghi vậy đó. Đừng có điều khiển, tự làm. Đây là cái cổng chính này, nó còn rất là to. Cổng chính. Có mấy bạn tranh thủ chụp hình làm kỷ niệm mà. Đây. Quá đáng. Bây giờ đi, nó đi cổng dưới hay là cổng bên đây? Cổng dưới đó đúng không? Hoàng đã lính tới. Nó đêm nay mà bố đồng nhang là đông lắm, chắc không có vô được. Nè, đi bây giờ ra vòng ngoài là mấy cái đường này là không còn chỗ đậu xe luôn á. Đường
Quang thì con dẫn đi. Quẹo phải. Cái đường bên trong Tàu Thánh thì người ta cũng đậu xe trên. Cái con đường này là cái con đường người ta mới mở sau này, này tại vì hồi xưa nó là cái rừng nó ra tới hàng rào luôn. Bây giờ mở những con đường chạy xung quanh này nên nó rất là rộng, nên khách người ta có thể đậu xe được. Giờ xe phải chạy tới đằng cái cổng đằng kia để tìm chỗ đậu coi. Rồi đi xuống nữa, đi lội bộ vô bên trong, tại tới đây cũng rất là gần. Chứ mấy không có chỗ đậu xe luôn. Tại vì cái chỗ này người ta mọi nơi tới nó đông lắm, người ta tới sớm á, ngồi chờ rất là đông. Thôi mọi người xuống đây đi, có gì gọi con chạy ra đây nha. Ta ngồi chờ rất là đông, trời thì nắng hoặc là mưa. Ở đây được cái là nhờ cái rừng hai bên đó, rừng thiên nhiên, người ta vô nó người ta trước có bóng mát đỡ. Có cả người nước ngoài. Nóng chết rồi. Đợi nó đi chứ. Để mình lội vô đây mình quay một vòng cho các bạn xem. Quá trời người luôn. Ở đây bây giờ người ta cũng đang làm lễ nè. Phía ngoài kia là cổng chính đó. Đây là cổng cờ. Nó đang ngồi làm lễ.
mấy cái giờ mà đông quá trời đông luôn. Chai nữa, tí nữa mình cũng ăn cơm chay, không có tiền mà giờ mình chưa ăn cơm chay trong đây. Bả đi nữa rồi. Mọi người bả đây có thể là không có tốn tiền cơm tiền nước. Ở bên trong đây người ta đang làm lễ này, rất là đông. Mình định vô bên trong đây mình quay cái phần làm chân trái cây bông hoa rồi đó. Nhưng mà bây giờ không có vô được. Mình tạm dừng video nha các bạn. Để chờ làm lễ xong mình sẽ vô quay tiếp để quay cái phần đó. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.